Xin chào anh chị, chú bác, cái này là Andy nè, em lâu quá mình không làm tiếng Việt. Ở đây là Rolling Hay, ở Cali á, mình Rolling Hay á, thì mình vô cái nhà hàng này mình ăn cái ăn đậu tàu thử coi. Nghe nói đậu tàu ở đây nó ngon lắm, ở Rolling Hay này nè, người tàu á, người qua đó, nó nấu ngon lắm, thì mình chạy vô đây, mình ăn với mấy đứa cháu của mình ăn thử coi. Thì cái tiệm này á, là tàu chánh cống á, tàu mà tàu Trung Quốc á, thì mình ăn thử coi giờ mà. Chiếu cho mấy người xem ha, mấy người coi ha. Dạ chờ một chút ha. Cái tiệm này nó kêu bằng Golden China Restaurant, Golden China. Yeah. Thì đồ nó cũng nghe nó cũng ngon lắm mà. Đồ tàu á, mấy người Trung Quốc á. Nó có cơm chiên nè. Cái này nổi tiếng mà. Nổi tiếng anh chị. Đó, chú bác nổi tiếng đồ đây. Đồ này nổi tiếng này không? Mấy cái mì này Trung Quốc á. Với cá nè, với cái này là thịt heo xương thịt heo, ở đây là cũng là thịt heo, rồi nó có ốc nữa, quý vị, nó có ốc nữa nè, rồi nó có thịt gà, thấy không, thịt gà, rồi nó có bánh cuốn nè, thịt gà nè. Hủ tiếu nè, đồ của Trung Quốc ơi, các vị. Ở đây nữa là nó có hủ tiếu bò đó, bò hủ tiếu như cái này nè, thấy không? Thì ở đây nó cũng có nhiều lắm nè, tôm với xào với đậu phộng, mấy cái bánh này cũng như bánh xèo vậy đó, các vị. Rồi ở đây của nó có thịt gà nữa nè, thấy không? Thịt heo nè, rồi bánh bao nè, đó, mấy cái bánh bao với dumpling á, thấy không? Thì nó có nhiều món lắm, nó có dumpling nữa. Ở đây là cái này là thịt gà xào, cái này đậu hũ, đó anh chị ơi, cái này thịt heo nè, thấy không? Ngon lắm. Thì nó đây nó có lunch special ở chợ, quý vị, các bạn. Ở đây nó có đậu tàu, nó có 9 đồng rưỡi, nó có 10 đồng rưỡi, nó có 11 đồng rưỡi, mà mình ăn cái 11 đồng rưỡi thì nó có đầy đủ ở đây hết. Cái tiệm này là Golden China Restaurant, là Trung Quốc á. Mấy cái này là dumpling nè, của Trung Quốc á, nó làm ra. Cái tiệm này nổi tiếng, thấy không? Đó, thấy đậu tàu, thấy không? Cái này là đậu xào nè, thịt bò đậu xào nè các vị. Cái này là Mongolian beef. Cái này là thịt bò xào với broccoli. Cái này là heo xương heo, thấy không? Mình ăn cơm với uống trà, mình ăn cơm. Ok. Ngon lắm các vị ơi, ngon lắm. Các bạn với mọi người mời mình ăn cơm, với ăn cơm thịt bò với đậu xào với thịt heo ha. Mời mọi người ha, xin lỗi ăn chung với mình ha. Cảm ơn mọi người. Mình là Andy. Ok, Andy là mọi người. Chào và anh chị chú bác coi cái video clip mà ăn chung cơm với mình, cái này là ăn cơm trưa. Dạ. Dạ. Cheers mọi người, cheers. Xin lỗi lâu quá mình không làm chữ Việt, tiếng Việt. Ok. Này cơm nè, cơm trắng nè, mọi người ăn cơm. Mời mọi người ha. Đây là có ớt hay gì? Ở đây có ớt nè. Này trà nè quý vị. Trà của Trung Quốc nè, thấy không? Nghe nói cũng ngon lắm. Này xào hành tây nè quý vị. Bò xào hành tây, ăn thử ha, 1, 2, 3.
cũng ngon. Ngon để cái thịt bò nó xào mềm lắm. Mềm, mềm, mềm với cay cay chút xíu. Nó kêu bằng mừng gục ốc. Nó rớt. Nó kêu bằng tiếng này là xào hành tây nè, bò xào hành tây nè các bạn. Thấy không? Ồ, xào hành tây. Các bạn ăn thử ha, coi nó ngon không? À, thịt bò xào hành tây. Mềm. Mềm vừa ăn. Không có mặn. Không có lạc vừa ăn. Ngon. Hành tây nè. Thịt bò với hành tây là ngon lắm các bạn, tàu xào á. Xào của Trung Quốc á. Cái này là nó kêu bằng tiếng Mỹ, nó kêu bằng mình cố liên biết á, là nó xào hành tây với hành mà dài dài á, hành xanh á, với có tỏi. Cái thịt bò của nó ấp á, nó ấp rồi, nó ấp mềm lắm, ngon lắm, không có lạc, không có mặn, vừa ăn mềm mềm xèo à, ngon lắm các vị. Hành tây với hành này không? Mời mọi người ăn cơm với mình ha. Ngon, ngon. Xin lỗi, bây giờ ở bên này là Roland Hay các bạn. Roland Hay ở Cali á. Cái vòng vòng đây là cái freeway nó là 60. Dạ. Rồi các cứ vị nó đường keo với đường Nogales á. Rồi nó cái thành phố nó là Roland Hay. Cái tiệm này á cũng ngon lắm. Mà rẻ có 11 đồng rưỡi à, mắc nhất là 11 đồng rưỡi à. Bởi vậy ăn cũng được. Ở đây là cái rau nè. Thịt bò xào mình kêu hai món thịt bò lẫn cái này broccoli đó. Mọi người cũng biết là broccoli. Mà này nó không, bữa nay nó không có broccoli đầu tàu của nó có đồ Mỹ. Broccoli Mỹ cũng được. Ngon. Good. Is it better? Good. Cái này là heo nè, cái này là thịt heo nè. Cái này sweet and sour spare rib, pork and sour sweet, pork and sour rồi nè. Cái này là thịt heo. Heo mà có xương á, nó vừa ngọt với vừa chua. Thêm rau pork á. Ngon. Ngon, sweet and sour pork ngon lắm à các bạn. Cái thịt heo mà nó có xương á, nó đem đi nó làm mà chua chua với ngọt ngọt ngon lắm. Ngon. Ngon. Ba ngon, ba món cũng ngon hết các bạn. Cái thịt heo xương à, cái spare rib này á, pork á, nó làm chua chua ngọt ngọt ngon lắm, mềm nữa. Thấy cái đau thịt bò nè, thịt bò với hành tây nè các bạn, cái món này ngon lắm. Ăn thử nha, 1, 2, 3. Ngon như mưa vậy. Ngon. Đậu xào nó ngon. Này nó cũng có cà rốt nữa. Thịt bò món thứ hai là thịt bò beef and broccoli, nó cũng có cà rốt trong nữa. Ngon. Này chắc là xào Hồng Kông á. Trời, cái gia vị của nó Hồng Kông ngon quá. Nó vừa ăn, nó không có mặn, nó không có lạc. Vừa ăn, có tỏi nhiều lắm. Ngon ngon. Còn ăn cái cà rốt của nó là cũng có đồ thấm ở trong á. Nó nêm á, thấm ngon lắm. Có tỏi á, có sốt nó ngon lắm. Ngon quá ngon. Cái này là cà rốt với tiếng Mỹ nó kêu bằng chestnut á.
ngon không các vị. Giòn giòn. Vừa ăn. Thấy không? Cái này thịt bò với hành tây nè. Xin lỗi ha. Hồi sáng giờ mình chưa ăn cơm cái gì, ăn sáng gì hết các vị. Bây giờ này là ở Rolling High Cali á, là cũng gần 4 giờ. Bởi vì cái này là ăn đầu tiên á, ăn trưa á. YouTuber mà. Yeah. 好吃啊好吃啊对啊你看你在干嘛可以脱一下话喂看海南人啊我是海南人广东话啊那很棒对啊给谁看啊嗯广东这边啊 YouTube 的嗯哼哦谢谢你还给我们做广告啊对啊 kỷ niệm á, như vậy hào chưa mà đi cái sáng gần chưa hào chưa? Nào, tôi sẽ xem. Đợi một chút, tôi sẽ thấy được. Hả? Cái hành tây này, cái nó xào với cái tỏi á, ngon quá. Gia vị của nó ngon lắm các vị ơi. Nếu mà mọi người mà ở gần đây thôi là ở dưới Lod hoặc San Gabriel hoặc là dưới quận Cam Santa Ana đó, chạy gấp cố gắng là chạy để ăn đầu tàu đi, trời ngon lắm, nó rẻ mà ngon nữa. Yeah, mà cái cô này người tàu á cũng xí xê. Bà cho một cái siwi nè. Đó, ngon chưa? Nó tặng á, tặng lắm. Tây nè. Người tàu nó không có thi dễ mình, nó không có chạy dễ đâu. Nó cứ kỳ thị Việt Nam mình mà mình nó thấy mình vô ăn á, ăn ngon mà vui á, nó thương mình lắm. Bởi vì mình làm người mình đừng có khi dễ ai gì trên đời gì hết á. Cái gặp người ta, người tàu hơn người Mỹ mẻ gì hay là Việt Nam gì đó là cứ chào hỏi đàng hoàng, cũng như biết lịch sự một chút xíu. Biết đàng hoàng lịch sự chút xíu, nếu mà mình lịch sự mình cười mình lễ phép á, người ta thương mình lắm. Trên đời này nó vậy đó, các bạn. Đó, này là broccoli của Mỹ á, với cái hồng, cái broccoli của tàu hết rồi thì lấy cái này ra ăn tạm. Cũng ngon. Cái này là thịt heo, xương heo á, ngon không các bạn? Nó đem đi chắc cái này đem đi hấp á, hấp rồi nó làm chua chua ngọt ngọt, ngon dễ sợ luôn, ngon lắm. Cái thịt nó tươi nữa, ngon, mềm mềm, béo. Nó béo, nó mềm, nó ngọt ngọt, chua chua. Cái này nên ăn được lắm. Watch out your sleeve. Roll it up. Mấy đứa cháu á, mấy đứa cháu đi học, nó học high school với hết đại học ra đó, thì nó đói quá rồi mình dẫn nó đi ăn cơm.
ăn chút ăn ăn đỡ ăn trưa rồi tối nay về ăn 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 tối ăn ăn cơm tối. Bây giờ thì ăn ăn ba người thì ăn ăn ba món thôi cũng đủ rồi các bạn. Ngon. Try this one. You are good. No, they make it with garlic here. They make it with garlic. Real good. Try it, baby. Good. Watch out your sleeve. Cái món này ngon nhất là hành tây. Hành tây xào thịt bò ngon nhất. Ngon. Thịt bò xào hành tây. Cái gia vị nó ngon quá. Cái này nó xào không có mặn mà nó vừa ăn phải không? Nó vừa ăn với nó không có ngọt. Cũng như cái sư heo này là ngọt ngọt chua chua, ngon lắm. Ba món cái món nào nấy cũng ngon hơn các bạn. Hành tây này các bạn, hành tây này nó xào ngon lắm. Rẻ lắm các bạn, có 11 đồng rưỡi mà mỗi món à. Ngon. Cái này nè, bà chủ bà cho nè, thấy không? Cái này là siwi. Siwi á. Cũng như là gỏi của tàu á. Siwi này các bạn, hồi giờ mình chưa ăn qua cái này đầu tiên, mình 51 tuổi rồi mà đầu tiên mình ăn cái này, hồi giờ mình nhát lắm, không dám ăn cái gì á, mà bữa nay cái bà tàu này bà cho mình á, bà thấy mình đàng hoàng, với mình ăn vui vẻ quá, ngon quá rồi cái bà cho cái món này nữa không, siwi á, ngon. Ngon các bạn, ngon lắm, đẹp. Nó nêm á, vừa ăn. Cái này cũng như là cũng nó xào tỏi á, cũng chua chua ngon lắm. Chua chua béo béo, không có ngọt. Nó giòn giòn lắm, ngon. Các bạn lại ăn thử đi. Này không? Thực ra đó, mấy người mà biết nấu ăn đó, làm cái gì cũng ngon á, mà mấy người không biết nấu ăn á, làm cái gì cũng ngon á. Ngon thiệt, ngon thiệt, nó béo lắm các bạn ơi, ăn cái gì cũng béo nè, mấy cái này chết nết nè, thấy không? Ngon. Này nè, bạn. Này thịt heo nè. Sweet and sour pork nè ha. Rồi xì ha. Rồi đó. Rồi đó. Ngon. Ăn về. Rồi đó. Thịt bò nè. Bò nó mềm. Béo, ngon. Tỏi nhiều lắm. Cái tiệm này nhỏ nhỏ chứ mà ăn ngon dễ sợ luôn các bạn. Very good. Hả? Đi đồ không muốn xài cả.
chồng hỗ trợ có cô mẹ Chinese food ngồi đi bao cái đi mà hả này carrot với thịt bò nè. Ngon các bạn luôn. Mình thích ăn thịt bò các bạn. Người tàu quá, nó xào quá. Nó xào mềm. Nó ướp á. Mềm dễ sợ luôn. Mềm mà ngon nữa. Cái gia vị nó béo mà nó ngon rồi đó. Cái tỏi á, trời ơi ngon ác luôn các bạn. Thịt heo nè các bạn, thịt heo nè. Heo nè. Sweet sour pork nè. Ngon lắm. Cái chỗ này á nó không có thua ai đâu các bạn. Cái món nào món nấy cũng ngon hết. Seaweed này các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Món này á tức... rồi đó. Mấy món này á các bạn mà ăn cơm với ăn cơm trắng mà nóng á, trời ơi nóng hổi á, nó ngon như mưa vậy. Rồi đó. Later for that again. Mình khoái ăn cái hành tây kìa các bạn. Khoái ăn cái hành tây xào thịt bò á trời. Nó ngon như mưa. Thấy không? Thịt bò này các bạn. Người tàu á nó ướp á, nó mềm xèo à. Thấy không? Hành tây nè. Với hành nữa. Nó không có mặn. Vừa ăn tỏi nhiều lắm, béo. Béo dữ lắm các bạn ơi. Uống trà nóng á. Mình uống trà của tàu mà nóng á. Mấy cái mỡ rồi mấy cái nóng á nó xuống hết. Nó xuống hết thì không có nóng. Bởi vì mình thích ăn đầu tàu là vậy đó. Lâu lâu chạy đi ăn đầu tàu trời ơi. Cái tiệm này là mình tới đầu tiên. Thì cái mình bây giờ mình quay cái mần golden beef này ha. Cái này thì bò xào với hành tây với hành là 1:10 á. 1:10 là mình cho cái dĩa này thịt bò xào với hành tây với mần golden beef á là mình cho 8.5. Nó ngon lắm, 8.5. 1:10 là 8.5. Rồi cái món thịt heo này, cái swing sour pork này á, swing sour pork này á nó còn ngon ác nữa. 1:10 mình cho cái này là 9.9, số 9. Nó ngon vậy á. Rồi cái món thứ ba đó. Cái này là beef and broccoli. Hết rồi, xin lỗi hết rồi ha. Beef and broccoli là số 8.5. Đó rồi ở đây cái seaweed nó bả cho nữa, seaweed nó cũng ngon lắm. Cái seaweed trời ăn vô nó cũng không có mặn mà nó chua chua á, cũng như là đồ bánh mì mà mình ăn bánh mì thịt á, nó trong nó có đồ chua á, cái này nó cũng giống thôi. Nó cái đồ cái này là gỏi của tàu á, gỏi của Trung Quốc, Hồng Kông á, seaweed á.
I touch it. I don't use it. Hành tây này các bạn, hành tây. Mấy đứa mấy cháu mình đó, nó không thích ăn hành tây, không thích ăn rau. Bởi vậy mà mình có rau, hành tây cái gì mình ăn hết. Mình chịu hết. Không. Ngon các bạn, đáng. Rẻ mà đáng nữa phải không? Theo của nó là ngon tuyệt vời luôn. Giá nó có 11,5 à. Giờ các bạn đi đâu, đi chỗ đi Akali nè, đâu có tiệm tàu nào mà 11,5 một dĩa đâu các bạn. Người ta 17-20 đồng một dĩa phải không? Mà ở đây là lunch special á, thì có 11,5 một dĩa à, rồi có 9,5 nữa, có 10,5 nữa, mà tùy theo mình ăn cái món nào đó. Ngon, chua chua ngon ngon, có chua chua ngọt ngọt các bạn, chua chua ngọt ngọt nè, với sầu khối cái, ngon. Nếu mà muốn ăn ngon nữa mình phải chạy xuống Alhambra với San Gabriel á, mấy cái khu đó là khu Hồng Tông nhà hàng lớn á, đó là chánh cống Hồng Kông, thì tụi nó xào nó ngon lắm. Nếu mà muốn ăn á, cũng như cái tiệm mà mình làm cái video rồi á, cái tiệm nó kêu bằng Thiên Thiên á, đường Co vì với đường New á, cái đường Thiên Thiên Chinese restaurant á, trời nó ngon, mà cũng giá nó cũng 11 đồng 12 đồng mà. Nó cũng bằng giá này mà nó cái dĩa nó đồ ăn nó nhiều hơn, mà nó cái dĩa nó bự hơn, cái ở đây là cái dĩa nó nhỏ mà đủ ăn rồi, không cũng có ba cháu à, cũng như mình hai đứa cháu mình với mình đó là 3 người thôi, thì ăn cũng đủ rồi, không có cần ăn no quá rồi, ăn no bụng không cần ăn vừa bụng là được rồi. Các bạn không, cái màu nó đẹp chưa, nó đỏ mà nó đẹp, mà cắn vô một cái trời nó ngon, nó mềm nó béo không, nó mềm nó béo, nó tươi, nó ngọt, chua chua ngon lắm. Các bạn lại ăn thử đi, tập nhóm nhật ở dưới mình để cái description ở dưới á, mình để cái địa chỉ với cái tiệm này, điện thoại cho các bạn coi. Ice water. I like ice water. Cái sốt của nó là ngon lắm các bạn ạ. Cái sốt nó tuyệt vời luôn. Mà bây giờ các bạn lấy cái xí quỳ á, chấm vô cái sốt của nó á, cái sốt cái đồ xào đây á. Nè, đồ xào thấy không? Chấm vô. Chấm vô. Chấm vô đây nè. Rồi ăn thử coi. 1 2. Ngon. Cái sốt nó béo, cái tỏi nhiều quá. Nó béo mà nó ngon, vừa ăn ngon các bạn. Isha finish all the beef right here, finish all the beef, I don't eat like this, believe me. No sai.
Cái CV này là hồi cái này là lần đầu tiên mình 51 năm mình chưa đụng qua cái CV nhé. Mình sợ lắm, mình ghét, mình sợ lắm. Mình sợ chết lắm. Mình cái món nào mình không có thử qua mình không dám ăn. Thì mà lần đầu tiên này cái bà đối xử của mình bữa nay đẹp quá, cái tim của bà đẹp quá, bà tiền bà lấy cái dĩa này mà lại cái bà cho mình à. Bà để vô cái kem là bà cho mình rồi. À. Bởi mình mừng quá đó, ăn đại luôn, thử luôn. Bây giờ mình nhắc. Bây giờ mình nhát lắm các bạn. Mà bữa nay tự nhiên mình ăn thử luôn. Một sống hai chết, ăn luôn. Thấy không? Hành tây này các bạn. Eat all the ribs, guys. Vivian, eat all your fat. You don't do things like that. Ready? Eat it. Put it in your plate. Ăn sạch bắp hết rồi các bạn. Cái đẹp không? Cái màu nó đẹp không? Nhìn cắn vô á, nó béo, nó mềm, nó ngọt ngọt chua chua. Tươi các bạn, giòn giòn nữa. Ngon. Nó giòn, nó béo béo á các bạn. Ngon lắm. Chua chua nó, chua chua ngọt ngọt phải không? Nói thiệt cái không có nhà hàng bằng ở đây á. Ngon lắm. Các bạn, nha. Nó cũng như là, chá xíu vậy các bạn. Ngon, cắn vô tươi, giòn, chua chua ngọt ngọt. Cái thịt của nó tươi, giòn giòn, ngon. Chắc cái này nó đem đi bỏ vô chiên á, chiên bằng dầu á, cái lò đó, cái lò mà có dầu á, bỏ vô chiên nó giòn, hay nó giòn không? Ngon. Ba món này cũng dưa miệng lần đầu tiên mình lại đi ăn cái nhà hàng này các bạn. Ở cái nhà hàng kế bên đó thì nó nấu cũng như là bò kho về hủ tiếu bò kho đó, loại Hồng Kông, và cũng ngon lắm. Bây giờ mình không dám ăn đồ nữa nha. Bữa nay tự nhiên ăn một sống hay chết, ăn luôn. Thôi giờ mình nhát không? Mình không biết ăn mắm nè, mình không biết ăn cái gì đó. Sống trên Mỹ mà. Mình qua Mỹ cỡn có mấy tuổi rồi các bạn? Qua Mỹ có 7 tuổi à. Rồi không có ăn mắm Việt Nam, không biết ăn mấy cái đó. Rồi không biết ăn mắm ruốc hay là mắm nêm hay là mắm tôm, mình không biết ăn mấy đó, chỉ biết ăn nước mắm thì được, với xì dầu.
chỉ hai cái đó thôi, không biết ăn gì đó, không biết ăn mắm. Chứ mình ăn mình dám ăn đâu. Và bữa nay dám đụng cái này là hên lắm á, chắc chụp nữa mua vé số các bạn, mua vé số chúng đụng đất đi. Chúng đụng đất dẫn các bạn đi ăn. Các bạn nếu mà mình chúng đụng đất á, các bạn muốn mình dẫn đi đâu là mình dẫn các bạn đi ăn, tiền bạc không có vấn đề. Cảm nhận cái thịt heo này ngon ác luôn nha, cái màu nó đẹp quá. Rice food. Yeah. Yeah. Good food. Đây các bạn, cái này miếng chót nè, thịt heo. Tròn tròn, chua chua, ngọt ngọt, béo. Sạch banh hết. Ngon. Không dám bỏ đồ ăn các bạn, sợ mang tội. Không dám bỏ. Ngon. Rồi mình để cái địa chỉ, cái nhà hàng, cái địa chỉ ở đây các bạn lại ăn thử đi. Ở đây nó không có kỳ thị, nó người tàu Trung Quốc mà nó không có kỳ thị của mình. Nhà hàng sạch sẽ, nhỏ nhỏ cứ cỡ mười mấy bàn mà nó sạch sẽ, đàng hoàng, người đàng hoàng. Thì hy vọng các bạn lại đi ăn thử ha, nó cũng sạch sẽ lắm, giá cả rẻ lắm, không có mắc. Cảm ơn các bạn nhiều ha, cảm ơn các bạn nhiều. Thì hy vọng mọi người giúp đỡ mình, gán bấm cái bấm số 1 á, là cái thumbs up số 1 á, rồi bấm subscribe ha, bấm subscribe cho mình để mình có một điểm. Bữa nay thứ hai khoảng 4 giờ buổi chiều ở dưới Rolling Hay, cái tiệm này ngon lắm. Cái tiệm này cho mình để cái nhà, cái địa chỉ, cái điện thoại ở dưới cái description. Và hy vọng mình nhớ bấm subscribe mình nha, bấm cái số 1 với thumbs up á, bấm subscribe. Rồi xong, bấm subscribe xong rồi cái share cho cái video mình á, cho gia đình các bạn xem, hoặc là bạn bè của các bạn xem nha. Nhớ nha, nhớ bấm số 1 thumbs up với bấm subscribe, rồi xong rồi cái bấm share cái video của mình cho bạn của các bạn hoặc là gia đình của bạn cho coi xem. Ok, cảm ơn các bạn nhiều ha, bye bye, bye bye các bạn, cheers. Thắng bắt đầu. Vậy, nếu khởi dòng yên quẩn mà. Yên quẩn, yên quẩn. Yên quẩn. Vậy, ai.
Oh, normally I speak English. But were Mỹ cổ hành hành long time, tôi nén là. And then 我朋友是越南人, and then they teach me. They tell me, well, and then 我可以, 这个是中国人的, 他不可以讲越南话, 越南就讲英文的。 哦,这你女儿? 对。 那你是在那个YouTube上有? 他没有, 他没有。 我不是说你在现在在广播? 对, 对, YouTube。 YouTube可以看到吗? 可以, 可以, tonight。 我帮你写, 我学 later. 我看一下。 Yeah, later 我学给你。 对呀。 好棒耶。 Yeah. 那是你是做什么？就是 YouTube 广告吗？还是？ Yeah, 对呀。 No, 广告 and for fun. 广告。 广告。 对。 哦。 那你是怎么找到我们家店的？ 这个 Internet, Google. 哦。 对。 对，哦，你看一下，对，而且我放你个餐馆是地址啊，那餐馆这个名啊，电话我放这里，那你对，哦，你是做这个的？对呀，不上班的？没有上班，这个是我相遇啊，哦，这也算生意？对呀。 一点一点，你写我今天马上回家看。好，对。哦，哎，我们电视，我们上的电视还好漂亮啊。<笑>对呀。哦，YouTube，哎，慢点了，Andy。对对，Andy。那另外，因为有人是这个Andy Wu。嗯哼。对不对？不，你要放这个名。Andy。是什么？对，这个No，这个是。你的名字。那不是我的名字，这个是越南这个。这个。要不要？ 这个越南米粉，对对对。哦，越南米粉，对对对对对。对，这是什么？这个是姓吴的。吴，这怎么拼啊？吴定吴，对呀，我是海南，对不对？海南人。Andy。Andy Wu。这是吴吗？对。哦，你是越南的拼法。不是越南，海南。这是G吗？海南，海南。A什么 ？NG 香港，那你这是什么？那这个G，G，对，那在越南的名那个代表。对对对，你可以找我，对。谢谢谢谢，谢谢。我今天晚上看一下。谢谢谢谢，呀。哦，现在也能看到你讲了什么？呀，有。我看一下，看看，我看你以前做的节目。什么？以前的节目我看一下。也，等下的就好了呢，我给你。哦。OK。好棒哎。对呀，嗯，把好一门的。 mình là YouTube thì bữa nay mình làm chữ tiếng Việt thì hồi giờ mình chỉ làm tiếng Anh thôi à, mình chỉ video tiếng Anh thì bữa nay lâu quá mình không làm tiếng Việt thì mình bả hỏi bả người tàu này bả thương mình á thì bả hỏi mình làm tiếng Việt rồi bả kể bả muốn coi cái video của mình, cái này là bả chủ mà nhà hàng với bả là bả chủ nhà hàng á thì bả này bả cũng có tình cảm lắm, bả thương người bất cứ người nào mà lại tiệm ăn là bả thương à. Bà không có kỳ thị. Rồi cảm ơn các bạn ha, thì coi cái video của mình ha, chú bác anh, chú bác rồi anh em ha. Anh em thì cảm ơn, thì nhớ ủng hộ mình, bấm cái subscribe rồi bấm thumbs up rồi bấm share cái video mình cho bạn của các bạn coi với anh em các bạn hoặc là gia đình của các bạn mọi người ha. Thì cảm ơn nhiều ha. Mình phải đi về bây giờ rồi, ok. Xin lỗi tiếng Việt mình không có rành, kệ mình qua Mỹ lâu lắm rồi các bạn, thì mình không biết chữ Việt, không biết chữ Việt, thì mình sẽ dịch cái app có trong cái app, cái điện thoại mình có cái app mình dịch tiếng Anh ra tiếng Việt, thì chậm nữa rồi thì nếu mà cái chữ Việt mình viết lộn thì các bạn đừng có buồn mình nha, thì mình xin lỗi trước ha. Thì cảm ơn các bạn ha, chào các bạn, ok. Chúc các bạn mạnh khỏe, sống vui vẻ, rồi sống dài, ok. Cảm ơn nha. Bye bye các bạn. Bye bye. Này, cái này cái tiệm có bán nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, mà ngon lắm, thấy không? Cái tiệm nó nhỏ mà nó sạch mà nó ngon. Đó, các bạn lại ăn thử đi. Ngon lắm các bạn.
tiệm nhỏ nhỏ chứ mà sạch lắm. Đó, thấy không? Đó số A đó nha, cái này là số A nè. Cái này là số A nè, A nè, thấy không? Sạch, ngon, rẻ. Đó, trong này là ở trong cái chợ 99 á các bạn. Ở ngoài này là cái chợ 99. Ở đây là cái chợ 99 này các bạn, thấy không? Chợ 99 ở trong này. Đó. Thấy không? Đó, nhà. Đó, thấy không? Bye bye. Bye bye. Xin xin đi. Xin xin bye bye. Ok, bye bye.